Đi chơi mới chở vợ đi chơi vòng vòng chứ tại sao bỏ vợ ở nhà? Nói cho mày cũng thỉnh thoảng chỉ có ít thôi, cái phần ít là phần đi thì ít mà cái ảnh đi chơi mình là nhiều. Công nhận vậy hả chị? Để thôi thấy bộc phát ra cái ảnh có quen với cái bé ở dưới miền Tây á. Trầm hay thích nào? Trầm ít nói nhưng mà người ta không nói nhưng mà người ta thực hiện. Long và luật sư Armando Pius xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay nha. À, chị cũng vậy, chị chào em. Trước tiên là năm mới chị chúc cho gia đình em hạnh phúc, vui vẻ, an khang thịnh vượng. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình ha. À, chị là chị Thanh Tuyết, chị ở Nha Trang. Hôm nay chị lên đây để chị có đôi lời trò chuyện. Chị cũng chào hết tất cả mọi người. Chị chào em. Chị rồi chị giới thiệu về mình đi. Chị là làm bên nhân viên sân nước á. Nhân viên sơn nước. Nhân viên sơn nước em. Chị bán bên sơn nước á. Sơn nước xây nhà. Chị bán cho người ta đó hả? Đúng rồi. Ở bên công ty á. Rồi chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 74. Chị rồi chị làm công việc đó được lâu chưa? Chị làm cái đây cũng 2 năm rồi. Trước đó là chị làm công việc gì? Trước đây là chị làm bên chị bán cái đá phong thủy á, cái đá phong thủy, cái dây chuỗi á. Rồi thời gian dịch tới thôi nghỉ, giờ nó ổn định rồi, bây giờ qua bên cái việc gì làm được thì làm. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị hồi xưa giờ chị chưa có lần nào đám cưới đó. Chị vẫn còn độc thân, chị không chồng không con. Vậy đó hả? Phải kén quá không? Có phải chị kén quá không? À, này nói chung cái duyên nó chưa tới hay sao ơi Quỳnh. Cho nên chị lên đây để chị mong là có một cái người bạn đời để chia sẻ buồn vui. Thật sự là chị cũng muốn tìm để có một người để nương tựa. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm chị cũng bình thường thôi, mình cần có một cái người bạn đời tốt, thật sự biết chăm sóc cho mình. Ưu điểm là chị có những đức tính tốt nào á chị? Chị thì cái ưu điểm của chị thì nói chung là chị sống hòa đồng, thoải mái, vui vẻ. Rồi khuyết điểm của chị là gì? Khuyết điểm của chị hơi nóng tính, chứ mà đôi lúc cũng rất là nhẹ nhàng. Chị chưa từng kết hôn lần nào, chắc chị cũng có vài ba mối tình hả chị? Đúng rồi, lúc trước chị cũng có vài người, nhưng mà cũng không hợp rồi, cũng chia tay lâu rồi em. Giờ vẫn sống một mình. Chưa có lấy chồng nào. Mối tình của chị lâu nhất là bao lâu? Khoảng 3 năm. 3 năm là thời gian anh cũng đi về nước, ảnh ở Mỹ á. Trời thời gian đó thì thôi chị cũng thấy chạnh lòng quá. Rồi thôi rồi cũng mình cũng tiếp đến, mình cũng có một mong là để mình gặp một cái người nào mà cho nó hợp ý với mình. Nhưng mà cuối cùng sao nó cũng cái số duyên của mình nó chưa đến đó em. Rồi cũng chấp nhận thôi, để cái vì gì nó đến thì nó đến. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị mong rằng là một người đó tốt, sống tốt. Nói chung là biết cứ bổn phận làm chồng làm cha là đủ rồi em. Biết chăm sóc cho nhau. Thì cũng biết nói gì.
Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không chị? Trong cái cỡ tuổi của chị thì chị cũng mong rằng là chị không phân biệt tuổi tác, mà cái người đó biết sống là nói chung đủ rồi. Thì nói chung hơn tuổi chị là cũng được rồi, hơn 50 trở lên là vậy đấy mà. Rồi nếu mà anh đó hút thuốc uống rượu quá thì chị nghĩ như thế nào? Thì nói chung là mình cũng luôn nhắc nhở, đôi lúc thì nói chung đàn ông mà mình cũng không biết, bây giờ mình cũng không có cấm đoán người ta được em, ví dụ vậy. Thì cũng mong rằng gặp cái người mà không hút thuốc, không rượu chè thì tốt. Chị có được mấy anh chị em, chị đừng ở xa Chị vô lo bị xấu á. nhà chị là út, chị là thứ 10, năm chị em gái, một anh trai, ba cũng có chồng lập gia đình nữa rồi. Cha mẹ chị thì mất từ lâu, mất rất lâu rồi, năm 97 á. Thì chị tự lập, thì sống từ, nói chung là tự lo cho cái bản thân mình. Vậy nên giờ chị cũng mong là tìm được một người bạn tốt, biết sống với chị Hiện tại là được. là chị ở một mình hay là chị ở chung với ai? Chị ở một mình thôi Uyên, chị ở một mình. Hồi giờ mình biết cái bổn phận mình là một cô rồi, chị sống có một mình thôi, chị ở một mình. Về chị đang ở một mình. Gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Người thân thì có, bạn bè anh em thân thì có, chị em đều có. Bây giờ chị đi làm một tuần á, chị làm mấy ngày? Nói chung cái công việc này nó không có ổn định trong ngày tháng Uyên. Nó như ví dụ như là cái trường hợp mà nhà nào họ say, họ kêu mình rồi tới để nhận sơn, bỏ sơn giá cả xong rồi chừng nào mình cứ giao sơn, chừng nào hoàn thành đó, thì mình sẽ tới mình nhận tiền. Mà mình cứ đi để mình bán, mà mình đi giao lô cái đó là nhiều. Bán cho công ty thì bán như thế thì mình công ty không có trả lương cố định cho mình, mà mình khi nào mình bán được mới có hoa hồng. Đúng rồi, cái đó là mình ăn, đúng rồi, mình ăn hoa hồng, mình ăn mấy 10% á, ví dụ vậy. Mình bán được nhiều thì mình ăn nhiều, bán ít thì mình ăn ngang ít. Chị rồi chị coi video của em lâu chưa hay là chị mới coi đây thôi? Chị coi cách đây cũng hình như 3 tuần rồi á. Ai giới thiệu cho Ba chị hay tự chị xem? chị tự chị xem, chị tìm hiểu, chị tò mò để chị muốn để đi lên đây để chị có một cái sự kết nối thật sự, cho nên là chị tìm nhiều cái chương trình. Như là mình nói chung chị, cái người đó thì nói chung chị thấy chị chọn em, chị chọn bên cái kênh của em nó rất là thuận lợi. Có những anh mà độc thân ở bên nước ngoài á, có thể chị gặp gỡ được. Chị mong muốn là điều đó là nó như vậy, cho nên là chị thích cái kênh của em. Lên kênh em đúng là nó rất tử tế, chị thấy nó ok cho nên chị chọn. Giờ chị coi được nhiều video chưa? Chị coi nhiều lắm, cái kênh nào mà khi nào chương trình em coi em lên là chị like em à. Cái chương trình này em lên là chị like, chị nói chung là chị theo dõi em hàng ngày luôn. Khi nào em lên là chị bắt mắt liền. Rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị cũng chưa thấy được cái anh nào, nói chung chưa, chị chưa có thấy nhiều. Chị cũng mong muốn là cho dù người ta độc thân, khi mà người ta đã ly dị vợ rồi cũng được. Chị thì chưa có lấy chồng lần nào, chưa Chị có chồng con gì hết. chịu khó coi lại những video trước đây á, thì cũng có khá là nhiều video đó. Trẻ mà mình còn ba mấy tuổi rồi, lúc đó cũng ấy rồi anh. Ba mấy tuổi lúc đó còn trẻ rồi còn xinh đẹp nữa phải không? Thôi. Lúc đó thì còn đẹp rồi vậy đó, thì ảnh cứ không biết sao mồ này thì suy nghĩ cái gì á, cứ ai cũng tới hỏi sao vợ sắp cưới rồi đâu không thấy. Cứ rồi ta nói chung để ở nhà chơi với mẹ, mẹ ảnh đâu có rất buồn á, rồi anh để cho chị ở chơi với mẹ ảnh không à. À vậy đó.
thì mẹ ba la sao cứ bỏ đi hoài, nó chơi với tao hoài cũng ớn nha. Chơi tao hoài. Nhưng mà rồi sao, ý em nói là khi chở chị ra ngoài đó, đáng lẽ là buổi tối đi chơi mới chở vợ đi chơi vòng vòng chứ tại sao bỏ vợ ở nhà? Nên cho mày cũng thỉnh thoảng, chỉ có ít thôi, cái phần ít là phần đi thì ít mà cái ảnh đi chơi mình là nhiều. Cũng nhậu vậy. Để thôi thấy bộc phát ra cái ảnh có quen với cái bé ở dưới miền Tây á. Để thôi cuối cùng là ảnh cũng quen thời gian chắc là thấy không ổn rồi anh mới trở, anh mới trở về Mỹ. Thì anh trở về Mỹ là anh sắp đi về Mỹ rồi, rồi anh đi về Mỹ thì khỏe, chúc anh khỏe mạnh thôi, anh đi về Mỹ anh gọi cho em, vì anh gọi cho chị rồi thôi, rồi sau này khoảng thời gian 6-7 tháng năm vậy anh quay về để anh gặp chị. Nhưng mà chắc là không có duyên em, mà đó là không có duyên thật sự. Đúng rồi chị, không có duyên với nhau. Ừ. Rồi sau mối tình đó chị quen với anh nào, có anh quen với anh nào nữa không? Có, chị có quen với một cái anh bên kia cũng rồi, anh cũng ở bên Canada luôn. Chứ mà cũng mai mối chơi với chị kia, rồi chị kia bé nói rồi tao có ông anh này để tao làm mai cho. Rồi cuối cùng cái số chị nó cũng lận đận á, cũng chưa có được trọn vẹn. Cho nên là thôi mình cũng cố gắng để nếu mà có duyên á thì mình gặp. Đã lên cái chương trình cái kênh của em rồi, chị cũng hy vọng là chị gặp được một người bạn tốt, một người bạn đời để chia sẻ buồn vui chị nửa đời còn lại. Ừ. Chứ còn ở Việt Nam đây à, thiếu gì mấy cái người họ lấy dị vợ mà cũng cái dạng như nó không có được chuẩn trong mắt mình lắm em. Chị rồi chị sau vài mối tình đổ vỡ như thế, chị chưa từng lập gia đình nữa, thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Chị nghĩ một người có đạo đức, có cái tâm là họ sẽ đem đến cái hạnh phúc cho mình em. Vì họ, nếu mà những người ta đổ vỡ rồi, người ta đã từng trải trong chuyện hôn nhân thì có thể người ta có thể hiểu được, rồi chị có thể là hiểu được cái hoàn cảnh của họ, thì chị với họ cái cùng nhau chia sẻ rồi thấy được cái điều mà mình đã trải qua rồi, thì nửa đời còn lại thì mình cứ sống tốt trọn vẹn vậy thôi. Chị thích anh ấy là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thích là hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng ấy mà. Chị có muốn người bạn của mình có tính lãng mạn không? Nói chung là đôi lúc ra mình cũng muốn, nhưng mà nhiều khi nó lãng mạn quá, nó đem đến những cái tình huống nó sẽ không có được hay. Những khi lãng mạn quá em, nói chung cái gì nó cũng có vừa phải thôi, nó có mức độ 50 thôi. Vừa vừa thôi ha, đừng có quá quá mất công, phải cái người đó sẽ đào hoa phải không? Đúng rồi, chị đã gặp một người đó rồi, chị ớn lên tới tỷ rồi. Cũng vì kỳ tỷ về sáng ngày, sáng mà ngủ dậy lúc nào cái đầu cũng sáng láng bóng ấy. Xịt keo đứng trước cái kính mà đứng rọi soi nửa tiếng đồng hồ, nghiêng qua lắc lại mặc đồ tử tế coi qua coi lại, nhắm nhé thân hình của mình như thế nào, đẹp chưa rồi như thế nào, đi ra đường cũng động tỉ mỉ lắm. Nên mấy người đó chị cũng ngại lắm, chị cũng không thích, chị thích bình thường thôi. Bình thường thôi. Cái người đó bình thường thôi, ngủ rồi khi đi ra đường thì chăm sóc bản thân cho nó sạch sẽ gọn gàng là đủ rồi, không cần gì mà phải sâu sắc, không cần mà sửa soạn nó quá nhiều. Nhưng mà khi chuẩn bị vậy rồi có chở vợ đi ăn sáng không, hay là chuẩn bị xong rồi đi rồi gì vợ ở nhà chơi với mẹ? Ở nhà chơi với mẹ thôi vậy đó hả? Wow. Ừ. Anh đi uống cà phê rồi được, nghe là đi uống cà phê rồi đi chơi rồi vậy đó rồi thôi à, cũng không biết đi đến cái điểm nào mà thời gian thì đi tắt cái quên luôn chị.
Tôi kể đi, cũng như là trời ông cũng cho mình là những cái người đó họ đào hoa sợ ông trời ông cho sợ mình khổ đó, cho nên ông trời cũng không để cho mình gần gũi mấy cái người đó. Đúng rồi. Như thế thì kết thúc sớm là bớt bớt đau khổ về sau hả? Đúng rồi. Lấy mấy người đó là gì, tối ngủ không yên, ăn không được, ngủ không không yên luôn em. Chị rồi Nói chung là cái này thì nói chung cái thời gian mà khi mà nó tắt bật vào công việc mới vô cái ngày mùa á, là em đi miết ở ngoài đường vậy đó. Em đi miết em phải tìm hiểu coi những cái nhà nào mà họ đang xây là mình tới mình chạm. Nói chung là nó cũng ít, nói chung cái rảnh đó thì cái thời gian nào mà mình ví dụ người ta đã chốt rồi là lúc đó là mình rảnh. Khi mình rảnh là công việc gì là mình thấy ai làm nó tiếp theo là mình sẽ tới mình hỏi. Nói chung là chị liên kết với mấy anh thầu á. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chị cũng chúc gia đình em vui khỏe hạnh phúc. Vậy đây biết nói gì. Vẫn còn là năm mới, chị chúc khán giả năm mới đi. Chị cũng chúc khán giả hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát tài. Mình cũng không khéo nói vậy. Em chào chị nha. Xin chào yêu mình. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị cũng rất vui được gặp yêu mình. Chị xin chào tất cả các anh chị và các bạn trên cộng đồng mạng trong mọi miền nước. Mình tên là Ngọc Quý, hiện 53 tuổi, công việc hiện tại mình là bán mỹ phẩm. Chị hình như chị gửi cho em cái hình tóc dài phải Đúng rồi, chị không? mới cắt tóc. Thấy hình chị thấy lạ quá chừng đó, ủa sao? Chị hiện đang ở đâu? Chị ở quận 6 ở Sài Gòn. Rồi chị bán mỹ phẩm được lâu chưa? Chị bán cũng được 7-8 năm rồi. Rồi chị mở cửa hàng hay là chị bán online hay là sao? Không, lúc trước chị bán chợ, bây giờ chị về nhà chị mở. Nhà chị cũng mặc tiền hả? Không, trong hẻm. Chị rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị ly hôn này là 23 năm rồi. Lâu vậy đó hả? Chị được hai cháu, đứa lớn thì 27 tuổi, đứa nhỏ thì 25 tuổi. Con chị 2 tuổi là chia tay rồi. Một mẹ nuôi hai con cũng khó khăn dữ ha. Cực ha. Chị rồi lý do gì sao hai người chia tay? Quá lâu. Chắc là không có tiếng nói chung. Hiện giờ các con của chị á có còn sống chung với chị không hay đã lập gia đình rồi? Cháu gái thì mới lập gia đình nay được 1 tháng thôi, còn cháu trai thì ở riêng, hiện tại thì chị sống một mình. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm nào? Chị có thể dọn dẹp để làm tất cả các công việc, nói chung là sạch sẽ gọn gàng rồi kia, thì cái đó chị làm được. Còn khuyết điểm của chị? Điểm là trước đây thì hơi nóng tính nhưng mà bây giờ có thể là khắc phục để được. Bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Yêu thương quan tâm chị. Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Là nhỏ. Lớn hơn chị 10 tuổi đổ lại. Sau khi chia tay với ông xã chị rất là lâu, lúc đó chị còn rất là trẻ luôn, chắc không có nhiều người theo đuổi chị hả?
thì lúc đó thì mình chỉ nghĩ đến con thôi, là mình làm tất cả mọi công việc vì con. Nhưng mà khi mà tụi mấy hai cháu lớn lên thì nó đã có gia đình, thì mình lại cảm thấy là mình cần một người. Bây giờ mình mới lo cho mình. Rồi nếu mà một anh muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Có chừng mực thôi, chứ mình cũng không thích, không thích nhiều. Rồi hút thuốc ok hả chị? Là ít thôi, cái nào cũng biết chút chút thôi. Chị bán mỹ phẩm như thế thì chị mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Là khách quen thôi hả? Chị có bán online không? Có online. Khi chị muốn tìm người bạn như thế này, các con chị như thế nào? Có ủng hộ chị không? Ủng hộ, các cháu ủng hộ. Thời gian rảnh rỗi, những lúc muộn phiền thì chị thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Chị thích đi mua sắm và đi du lịch thôi. Dọn dẹp nhà cửa. Chị đã đi du lịch được những nơi nào rồi? Ở trong nước thôi. Chưa đi ra nước ngoài lần nào? Ra nước ngoài chỉ đi Thái Lan thôi. Chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Đúng rồi, chị coi. Tự chị coi hả? Chị coi được lâu chưa? Chị cũng mới coi thôi. Nhưng mà hình như là em hẹn chị từng rồi. Không được, nhưng mà từng này chị em mình mới gặp nhau. Rồi, chị coi như thế, chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Hình như là có một người. Chị coi, chị nhớ anh đó video số mấy không? Chị không nhớ nữa. Với công việc hiện tại của mình đó, chị đã bằng lòng với công việc chưa? Nếu mà có cơ hội, chị có muốn thay đổi công việc của chị không? Nếu có thể công việc mà mình yêu thích nữa thì thay đổi, thì mình thay đổi thì thích làm đẹp. Nếu mà có cơ hội thì chị thích làm công việc gì? Chị thích buôn bán mở những quán cà phê hoặc là làm nail. Đó. Có. Chị bán được không? Cũng được. Đó là lúc có gia đình. Nhưng mà lý do sao chị đóng cửa? Tại vì chia tay ông xã, thành ra đóng cửa. Chị rồi bây giờ chị ở một mình như thế, chị có cần phải nấu ăn không hay là chỉ ăn cơm tiệm thôi? Có nhiều khi nấu, nhiều khi không nấu. Rồi chị ở nhà một mình hay chị ở nhà chung với gia đình, mẹ chị, anh em chị em không? Không, ba mẹ thì mất hết rồi, ở một mình thôi. Chị có được mấy anh chị em? Bốn anh chị em. Anh chị em của chị có ai ở nước ngoài không? Không. Chị muốn, nếu một anh muốn làm quen với chị thích anh ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Trầm hay thích nào? Trầm. Ít nói, nhưng mà người ta không nói nhưng mà người ta thực hiện. Nói ít mà làm nhiều á hả? 1m52. Chiều cao của chị là 1m52 hả? Chị cân nặng bao nhiêu? 46 kg. Dạ. Chị có thể đứng lên cho em thấy dáng chị ha. Giữ dáng cũng khá hay ha. Chị có đi thể dục? Có. Dạ. Chị
muốn người bạn của mình chiều cao khoảng bao nhiêu? Cảm ơn chị, một mấy sáu mươi mấy là đủ, 165 được đây. Thường là chị đi thể dục là chị tập môn gì? Tập gym. Nếu như có người yêu á, là chị có muốn người yêu của chị có tánh lãng mạn không? Mình rất thích điều đó. Gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? À có, mấy anh chị và mấy cô. Anh chị họ thôi. Hồi đó giờ chị có nhờ ai làm mai cho chị không? Cũng có nhưng mà không hợp. Tại vì mình không thích nhậu nhiều quá, người đó thì nhậu quá thì không thấy không thích. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Cảm ơn yêu mình. Dạ, bye chị, good night.